Xin chào tất cả các bạn. Đây, chợ đêm đang được cấp rút hoàn thành. Thật thật với các bạn này, họ xây tiến độ vãi luôn. Buổi sáng nay mình vừa ra cùng em Dũng, nhà khách sạn bên cạnh, vì em có một cái kiosk bên này. 21 này là khai trương rồi. Hóa ra là 21 thì khai trương chợ đêm, còn lại 22 thì khai trương cầu tình yêu, vân vân vân. Nói chung là 23 là bắn gọi là hay gì đấy, là bắn hay 24 ấy mình không nắm rõ nhá, là bắn pháo hoa 7 phút hay 5 phút đấy. Đấy các bạn thấy không? Đặc biệt ở đây là cái chợ đêm mà Sun Group rất là kỳ vọng. Đấy các bạn thấy không? Làm xong hết rồi này. Sáng nay mình vẫn tận dây ngoằng ngoằng ngoằng. À, dây vắt bên kia. Dây vắt bên kia. Nếu dây vắt bên kia thì trông có vẻ là không hợp lý lắm đúng không? Đấy, dây vắt kia thì không hợp lý lắm, trông nó vẻ nó loạn. Đấy. Những người đấy. Đấy các bạn thấy không? Ở đây chợ này sẽ niêm yết hết. Mình sẽ đi giới thiệu từng cái khi người ta chưa làm nha. Đấy. Đó, kem rồi. Họ ưu tiên draft beer này thì họ ưu tiên những cái doanh nghiệp ấy gắn liền với họ từ những cái dự án cũ như là Brahiu vân 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 các bạn ạ. Thì những người làm mà làm thật ấy, từ trước đến nay kể cả kinh doanh khách sạn này thì được đại khái là như vậy đấy. Có ông béo kìa đấy. Đấy, béo Dũng kìa đang đứng đây đấy. Đấy, béo Dũng đang chạy thử kìa đấy, ngay đầu luôn. Đấy. Đấy. Kia người ta quay cái kia để nhìn này kìa. Italio. Đây. Đây. Kia là Phúc Thi. Đấy. Đấy. Ở ẩm thực cơm trở thành một trong những chợ ẩm thực quy mô. Gian hàng đầy đủ. Đặc biệt niêm yết giá. Ở đây người ta sẽ niêm yết giá nhé, không phải mặc cả đâu. Lấy những cái sai lầm trước đây của Phú Quốc. Ẩm thực cá cơm. Đấy. Đấy. Mio Fasto. Hoàng hôn đúng không? Đấy. Đẹp không các bạn? Có nghĩa là những cái gì mà Phú Quốc đã bị khách tẩy chay ấy, thì Sun Group sẽ cố gắng lấy lại. Có nghĩa là những cái gì ví dụ liên quan đến vấn đề chặt chém vân 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 ấy, thì Sun Group sẽ lấy lại. Cho nên ở đây có liêm yết à, có ông béo kìa. Ông béo ông ấy hai vợ chồng dắt tay nhau à. Đây là gì? Ruiz Smoothie. Đấy. Quán ăn. Quán nước. Đấy. Đây là bia này. Draft beer. Đấy. Họ đã giờ. Đây. Có đầy đủ nhá. Cho niêm yết luôn này. Hay là cần 45k. Giá cũng ok. Khoai tây chiên 45, gỏi xoài. Giá rất là ok các bạn ạ. Đấy à? Ok, giá này là hợp lý chứ. Có nghĩa là họ cố gắng làm sao một mức giá rất là hợp lý luôn cho cả dân du lịch và dân địa phương, và đều được niêm yết hết. Cái quan trọng là được niêm yết hết. Đấy. Nói chung là kem nữa này. Nhưng mà nếu mà mình chưa hiểu là tại vì họ còn tính toán là có những cái nhảy sách này hay là kiểu như vui chơi giải trí. Nhưng mà ở đây mình đang thấy là vẫn là bán theo cái những cái mặt hàng nó như là shopping ha, shopping mall á các bạn. Đấy, chứ chợ đêm thì bình thường chợ đêm thì họ hay bán theo kiểu ví dụ ở Thái Lan các thứ ấy, thì họ vẫn theo bán theo truyền thống. Đấy, nhưng ở đây mình thấy có vẻ là ở đây này. Zushima Street BBQ. Hay đấy. Đấy. Draft beer, bia thầy tu. Bia zigzag.
chợ say phết, chợ ngon phết, giòn ba, giòn bò. Đấy. Mà các bạn nhìn cái số lượng công nhân này, để đó để họ hoàn thành. Hôm nay 19 nữa đúng không anh? Mai 20. Đấy. Cho các bạn thấy quy mô của họ bắt đầu cung phu lút đồ. Có nghĩa là đánh nhau rồi. Đấy. Đấy, cung phu lút đồ sweat one. Đấy, giá cả rất hợp lý nhá, 40, 40, 50, 90, 60, 55 này, 90 này. Giá ok. À, kia là cả kebab house, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đấy. À, đấy, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Đấy. Chết rồi. Thế là mình lơ mơ là tối cứ phải ra đi ăn chết. Coconut này, Iceland. Cũng đẹp phết đấy chứ. Cách thức cái này hay này, cái này nhìn trông nó đơn giản hay. Cái này dừa. Nhưng mà ở đây đang có một cái rất là ghét. Mẹ, ở đây toàn chơi tiếng Anh. Mình thì tiếng Anh kém. Già rồi, lâu không nói tiếng Anh. Ngọng líu không nô. Xa hết cả phát âm. Hơn 10 năm rồi, nói gì tiếng Anh. 120 không bằng tay quen. Đấy. Đây cái gì này. Đấy. Giòn à. Cái gì giòn. Hay phết đấy các bạn ạ. Nhưng mức độ thì mình thấy đang ngắn. Giòn. Đầu tư tốn tiền lắm đấy các bạn ạ, mấy phần này. Tuy được miễn phí thuê đấy nhưng mà đầu tư tiền vào là cũng tiền trăm ấy, nhỏ nhỏ là tiền trăm, nhiều nhiều tiền tỷ đấy các bạn ạ, của một gian hàng này này, những người đầu tư ấy. Cái hay của nó là sát bờ biển các bạn ạ. Đấy, đây là góc này, thời gian này. Và nhà hàng góc thời gian này. Đấy, xong đi xuống đây là đấy. Các bạn nhìn thì thôi nhá, thì đang hoàn thiện đấy. Đấy các bạn thấy không? Đi xuống đây bắt đầu người ta đang rửa đấy. 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 Có những chỗ đây. Wow. Thao chiêu luôn. Wow. Làm may không? Đấy. Cái chỗ chiêu luôn. Đây có thể là một trong những cái phố chợ đêm view biển đẹp các bạn ạ. Đấy. Mà có thể ở tại Việt Nam cái duy nhất là cái chợ đêm view biển này. Hạ Long hình như có thì đảo vị nhá, đây chắc hải sản. Loạng xoạng. Sâu. Từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 15. Đảo vị. Cơm ghẹ lột Phú Quốc này. Nổi tiếng ấy. Zig Zag. Pierre Coupe. Đấy. Đang cố gắng hoàn thiện 21 này, 21 khai trường rồi các bạn. Ở đây mình vẫn chưa thấy nát gì, xem họ làm như nào nhá. Nhanh thật. Các món ăn truyền thống. Đấy. Mình bảo thấy nghe nói là Sun Group rất muốn cái lơ này trở thành một điểm đáng nhớ đấy. Từ giá cả. Có nghĩa từ phố kia chạy về kia các bạn, nhiều thứ lắm. Đoạn này thì là đơn giản. Những cái nhà hàng nhỏ. Đấy, mình sẽ đi hết cho các bạn xem. Con phố này dài đấy, chứ không ngắn đâu. Đấy, nếu đi tiếp. Đấy. Và họ rất nhiều đơn. Rất nhiều đơn đăng ký, nhưng mà họ chọn lựa rất là kỹ càng. Phải là những người làm được cơ. Làm được. Ví dụ nhìn khách sạn thì bạn phải làm được rồi cơ. Nói thật của mình mà mình cũng không dám. Nếu mình có suất mình không dám. Thứ nhất là không có người. Thứ hai trình độ kinh doanh về những cái này của mình chưa giỏi. Có thể người ta phiền vĩ một năm đầu thôi. Năm sau thì lại phải đóng tiền ABC đó. Đấy. Đèn điếc đây. Đèn này chắc có các sâu đây. Sâu cả nhà các thứ đây. Đấy. Các bạn thấy không?
Thế nhưng bạn yên tâm nhá, đi xuống đây nhá, đi kia cũng là toàn nhà hàng nhá, ba nhá. Đấy, hôm qua mình đi rồi nhưng mà hôm nay mình đi tiếp cho bạn xem. Đấy. Đấy, sướng không? Buổi chiều nhìn nhá, nắng này nhưng mà không rát đâu nhá, nắng hoàng hôn. Trong này đen thì phải rồi, mình thì đã bản chất đã đen rồi. Hà Nội đẹp không? Wow. Bạn này đẹp không? Còn gì để chơi, còn gì để chiêu nữa. Mấy ảnh xấu thì đẹp. Đấy, mình cố tình để cong 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 ấy. Đấy. Mọi người cứ bảo là không để cong nữa thì thôi, mình không để cong nhá. Từ mai mình không để cong nữa, mình để qua góc rộng ấy, để mọi người xem sướng. Thôi từ mai để cho nó không cong đã, để người ta khó chịu. Kệ. Đấy nhá, các bạn xuống đây là các ba biết luôn nhá, to hoành tráng luôn. Đấy, trồng hoa nhất nó phải thế này đấy nhá. Này, đất nó phải đất này thì quý vị không? Đất dinh dưỡng chứ. Đây là phía Bắc, vào cửa phía Bắc, cửa Việt Nam góc kia. Quán này rất đông. Đấy. Ô tô vào đây luôn này. Đấy. Lại đi vào cái hôm qua nhưng mà hôm nay đi sớm rồi, nhìn kìa. Wow. Ôi, chết rồi. Hôm nay mình không thấy một đại gia ở phố mình mà đã thấy chiếc thuyền đi rồi. Chắc là lại lái thuyền đi rồi. Đã đi chơi rồi các bạn ạ. Dùng du thuyền đi chơi rồi. Các bạn nhìn cát trắng đẹp không? Đấy, các bạn không ai bơi à, ra góc kia nhìn kìa. Đấy. Mình xong hết mọi việc xong thì sẽ bơi. Đấy. Các bạn bảo là nói thật chứ, sống trong một môi trường như này ai chả thích sống. Đi bộ các bạn mặc nó chill như này, nó sạch như này thì ai chả thích sống. Đúng không? Mình không phải là mình đang ở đây mình nói thế đâu, nhưng thật sự những người có điều kiện cũng lên thật đẹp dã man luôn.
chỉ cái không khí vào buổi trưa ấy thì nó nắng thôi, chiều về các bạn thấy hoàng hôn nó hôn đẹp, đúng là thị trấn hoàng hôn cả. Cứ đi này là người vừa khỏe đẹp. Họ làm thực ra mình quay lại cũng mong rằng là để cho những mọi người học cách làm ấy, ai nhà ven biển chẳng hạn, đây nó họ làm có phải là đắt tiền làm đâu, họ đổ bê tông ấy các bạn ạ. Đấy, tất cả là bê tông ấy chứ có phải là xong chỉ cái này là thì thôi, còn đấy bê tông hết nhá, giả gỗ đấy, rất là chắc bền đúng không. Đấy, và dưới này ta lát theo một cái gạch nó phù hợp. Đây là một nhà hàng của Ba Lan ấy. Hay ABC thì mình biết là mình đã bốc phét đấy. Đấy, Grand Opening. Đấy, thì các bạn thấy ở đây rồi mình khẳng định các bạn sẽ rất là đông, mình còn mình và các bạn 2-3 năm thôi khi thế giới trở lại, kinh tế nó trở lại. Đấy, nhạc kia các bạn thấy không, nhìn này. Đẹp quá đẹp, có những nơi ngồi người ta mang ghế ra người ta ngồi đấy, rất là đẹp đấy, các bạn thấy không, thiên đường. Đúng là thiên đường các bạn. Nhiều lúc các bạn cứ bảo là ma ma thì bác ở rồi biết ma cũng thích. Nếu kể cả người ở thì các bạn vào thì các bạn cũng các bạn vào nhà người ta đâu. Mà ở đây họ đã làm hết rồi, đẹp lắm. Đây, các bạn nhìn kìa. Các bạn ma gì? Cuộc sống thế này thôi, thế nào nữa, sạch sẽ. Chứ không khí, quan trọng nhất là không khí. Mình sẽ bỏ thuốc, hứa nhiều rồi nhưng chắc chắn sẽ bỏ thuốc. Đấy, nhà hàng này bây giờ họ bỏ ở đây này. Đấy, họ tận dụng những cái khoảng này rất giống Tây các bạn ạ. Tây thế, ở nước ngoài họ hay tận dụng những cái khoảng này, họ làm đồ ăn buổi tối ấy, rất là đẹp, quan trọng là sạch sẽ. Nè, sắp sửa có những nhà hàng làm mở, họ cũng mời cư dân đấy chứ, họ mời cư dân, nhưng mình đến đây chưa được mời, có thể là những người cũ ấy. Đấy, các bạn Hàn Quốc ngồi trong cái nhà hàng kia. Đây là chỗ tắm đấy các bạn này. Đấy, rất sạch. Mai sau mấy hôm nữa thôi là các bạn được xem live stream luôn. Mình sẽ hết live stream Facebook thì mình lại live stream YouTube. Hết YouTube lại TikTok. Ít nhất là 3 nền tảng đó. Ít nhất sẽ có 3 nền tảng đó. Luôn luôn là như vậy. Mình sẽ live stream bán giá phòng quanh năm các bạn ạ. Ví dụ ngày nào full rồi thì thôi. Đấy. Xong rồi các bạn nhận tiền, mình ấy tiền về. Mình sẽ bán quanh năm luôn. Đấy. Ngày nào cũng live stream bán giá phòng. Mà phòng mình ít mà. Sẽ bán tầm 6 tháng 1
mọi người đặt xa sẽ được giá rất là rẻ. Nếu đặt càng xa thì giá sẽ được khoảng 70%. Ví dụ 1 triệu một phòng bình thường ấy thì có thể các bạn chỉ mất khoảng 460%. Trong đó rất nhiều những cái hỗ trợ, ví dụ là dịch vụ xe đưa đón này, miễn phí từ sân bay một chiều này, chiều đến này, còn chiều đi thì chiều ra sân bay giảm 50%, ví dụ thế. Đấy. Thì càng xa càng vậy. Gần thì nó sẽ giá phòng sẽ rất mắc. Mình sẽ làm điều đấy. Bán chỗ. Đợi xong đã, xong bắt đầu giấy tờ pháp lý đầy đủ đã thì mình sẽ hàng ngày mình livestream bán phòng. Đấy, mình sẽ ngồi trong cái phòng đấy luôn. Sẽ cố gắng mình làm. Đấy, mình không làm mình sẽ đào tạo một người chuyên đi bán phòng đấy các bạn. Live stream sáng trưa chiều đi bán phòng. Do vì đây là cái dịch vụ nên các bạn phải thông cảm là các bạn sẽ phải đặt phòng phải trả tiền trước. Đấy. Và lâu gì fun. Nếu mà trả lại thì giá rất là tốt. Mà các phòng này các bạn có thể chuyển nhượng nhá. Bạn mua giá tốt ấy các bạn có thể chuyển nhượng được. Vì tên bạn này thì bạn chuyển nhượng bất kỳ ai được. Đấy. Chuyển nhượng trước 7 ngày. Nó sẽ có một cái, các bạn trả tiền rồi mình sẽ cho các bạn một cái mã số. Mã số ấy chính là cái QR code, không thể làm giả được. Đại cái như vậy. Đấy các bạn ạ. Đây có những cái club nhá. Các bạn ạ. Đây có những cái giường nằm đấy, họ đang hoàn thiện một cái cấp rút đấy các bạn. Cái thời điểm này cũng là một thời điểm vàng, bắt đầu là tất cả mọi thứ đi vào hoạt động, chạy. Chứ bất kỳ một ngành nghề nào thôi mất 1 năm 2 năm chứ các bạn, đúng không? Không có gì cả. Úi giời. We'll be right back.
nhiều quá. Đấy, các bạn nhạc không? Đấy. Các bạn thấy không? Nhạc nhiệt khắp nơi. Ui giời. Wow. Các bạn này, mệt. Nói chung mọi thứ đây đang gấp rút hoàn thành các bạn. Sao gọi gấp rút hoàn thành? Để phục vụ cho cái mùa Noel và Tết này, Tết Tây. Mình nghe nói là khách sạn các phòng từ 20 đến 22 đến cuối năm là ok đấy. Đúng ạ các bạn ạ. Trước khi làm gì các bạn nghiên cứu thị trường. Sáng nay mình gặp một Việt kiều Mỹ. Anh đang chơi ở đây. Và anh ở là những khách sạn mini đấy, với giá thành rất hợp lý. Thì anh bảo rằng là ở đây phòng bé quá, nếu mà khách Mỹ hay là khách châu Âu cũng thích. Nếu đáng nhẽ làm cái phòng to á, có khi một khách sạn chỉ cần 3 cái phòng ấy thôi thì giá nó tốt và phục vụ ít. Nhưng mình nghĩ là nếu mà 3 cái phòng như vậy mà giá 1,5 triệu thì bọn nó vào hết tất cả các khách sạn lớn rồi. Ở đây họ đang có nhiều chính sách rẻ tiền. Đấy, các bạn. Khách Nga rất là nhiều. Các bạn ạ. Đẹp mà. À, các bạn. Đấy. Thôi, mình quay về rồi. Quay về 10 phút nữa là hợp lý. Tôi mất mình kiểm tra hôm nay mình đi bao nhiêu. Mình đã đi được bao nhiêu rồi. Hôm nay hơi mệt. Hôm nay mình mới đi được có, các bạn nhìn này, 7-8.600 bước. Mình phải hơn 10.000 bước các bạn ạ. Tối nữa được. Hôm nay mình đi được 6 cây thôi. Nhưng chưa về, chắc được thành 7 cây. Và từ giờ tối mình không ăn, hoặc là tối mình ăn, sáng mình sẽ không ăn. Sáng ăn. Cho nên kênh phở của mình sẽ giờ này sẽ bốt ít lên, 2-3 ngày bốt một lần nhá. Tại vì mình không có thời gian nào mà. Các bạn ạ. Thì về siêu thị mua chai nước. À quên, vào trong cái khách sạn nhà bạn mua chai nước. Đây. Đây là cái xe điện đấy nhá. Xe điện này hay không? Đây là xe điện đấy nhá. Đây là xe điện đúng không? Nó là xe điện đúng không? Cái xe ô tô là xe điện đúng không? Không, thế nó đẹp quá. Xe mắc không? Không, anh xe này xe chở hàng của bếp rồi. Thế à? Nhưng không đi ra ngoài được đúng không? Chỉ có quanh quẩn trong khu đúng không? Nhưng đẹp nhỉ? Mày chính là xe này cho đăng ký hay đấy. Đi xe này mà cho đăng ký đi ngoài hơi hay đấy. Đây các bạn ơi, cái xe điện, xe tải hơi đẹp luôn. Những Việt Nam mình nhiều lúc khắt khe quá. Mình nghĩ chào gì phải khắt khe chứ. Cho người dân sướng đi, xe đến 8-9 triệu đi. Trung Quốc ngày xưa mình ở nhá, họ mở cực kỳ. Để họ nâng cấp từ xe máy, xe đạp, ô tô. Xe gì họ cũng cho đăng kiểm.
Xong rồi bắt đầu là họ loại dần. Khi cái khu vực này thành phố và dân giàu bắt đầu loại dần. Chứ bây giờ mình cái gì cũng cấm. Ủa, dân vẫn đi ô tô, xe máy vẫn khổ lắm các bạn ạ. Trong đó cái bốn bánh này họ chở được nhiều hơn, rút ngắn khoảng cách không gian thời gian nhiều hơn. Đấy, một lần đi chở nhiều hàng hơn. Thế bà con đi bây giờ lại phải thuê, thế là giá thành đã đẩy lên. Có thể bảo ở trong thành phố Hà Nội không cho đi chẳng hạn, nhưng mà ở các vùng quê chẳng hạn cho đi, giao thông nó ít ý, rẻ thôi, kích cho người dân cũng về quê để sống. Tại vì ở đấy thì cái mật độ dân số nó thưa, các cửa hàng cửa hiệu thưa, hay là kiểu các dịch vụ cho bà con sướng lên, miễn thuế. Bây giờ mình cứ thế này áp dụng trên toàn nước khổ quá. Đây ví dụ này, họ chạy ở trong này này. Những kia mình cho hẳn chạy hẳn Phú Quốc đi. Phú Quốc trông thấy vắng lắm các bạn. Đi mình đi đường nó vắng tanh à. Mà khoảng cách cũng xa. Họ sống kiểu như là từng khu một đấy. Đi thôi, cứ thế này thôi. Đấy, về, về chỗ nhà ấy. Em gái Trang. Mình vào đây mình quen được một cô bé. Cô ấy trông về khách sạn. Đấy, cho bà dì. Rất là dễ thương, rất là ham học hỏi. Mình quý những người em mình ấy. Hay sai ngồi, mình có kinh nghiệm mình nói hết. Mặc dù mình nói thẳng với cả cô bé là mình chỉ nói phét, mình chém gió thôi. Còn thực tế mình không biết làm, mình không kiếm được tiền, mình không có tiền, mình nói thẳng luôn. Mình không nói phét. Các bạn này, đây, tha lương tức là đây. Tính mình là mình cứ thẳng thắn, không giấu giếm cái gì cả. Nói thật là như vậy. Tại vì mình chả giờ gọi là ngại cho bất kỳ một cái gì sự thực cả. Sự thực mãi là sự thực. Cái gì nó hiện hữu thì nó vẫn hiện hữu, còn thực tế thì vẫn là thực tế. Trên không gian mạng thì cũng bảo mình ăn trực đủ thứ kệ. Mình có làm gì sai đâu. Người ta mời mình. Người ta mời mình ăn cơm. Người ta mời mình uống cà phê. Là người ta quý, người ta trân trọng, người ta mời mình. Xong các bố bảo mình ăn trực. Sao các bố không được mời? Nghe chán. Mình thì nói thật, nếu mà mình mà giả tiền hay mình làm một cái gì đó, mình lại không bao giờ mình quay. Đấy. Nhưng khi mà anh em bạn bè mời mình hay bất kỳ ai thì mình lại quay. Tại mình rất là trân trọng những cái tình cảm đó. Rất sướng, mọi thứ rất là vui. Trong này có bán đây này, các bạn thấy không? Vào đây ngồi uống nước được, rất là đẹp. Các bạn Hàn Quốc. Đây về phố nhà mình. Ở đây mình là bảo vệ, kiêm lái xe, các bạn nhé. Cho nên bạn nào đến đây sẽ được gặp mình đón các bạn. Đại khái anh như vậy. Ở đây mà ai sống cứ nhẹ nhàng ấy, chiêu chiêu chiêu, rất là thích. Ở đây trường học nó chưa xong đâu, nếu mà trường học xong cho vợ con vào cũng được. Đen nhất ở đây là thế. Nó đang bị cái thiếu ở đấy thôi. Mà không thiếu một cái gì cả. Chỉ cần một khu trường học tốt, giá hợp lý thì mình đảm bảo. Rất là đông. Thưa các bạn,
ở đậu thế thôi. Nhạc điếc tai từ sáng đến tối, nhạc giao hưởng các bạn ạ. Đấy. Wow. Trời ơi. Không biết có bản quyền không. Chết tôi mất. Người ta quay thế nào được. Ok. Đến đây thôi các bạn nhé. Bye bye. Và hẹn lại các bạn.